Thưa quý vị, giáo dục đạo đức lối sống khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, qua đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ đoàn tại thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều mô hình từ cơ sở đã có sự lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên. Mô hình Chúng con luôn bên mẹ được thành đoàn Đà Nẵng thực hiện từ tháng 7 năm 2021 với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương, góp phần chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng bằng những hành động thiết thực. Mô hình được duy trì thường xuyên 2 tháng một lần tại nhà của 98 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại đây, các đơn vị đoàn trực thuộc đã tổ chức thăm khám sức khỏe, dọn nhà cửa, thăm hỏi, trò chuyện cùng các mẹ, nấu bữa cơm gia đình, nghe mẹ kể những câu chuyện quá khứ hào hùng. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã có sự lan tỏa và được đánh giá cao. Đây là động viên rất là lớn đối với những người thân nhân gia đình liệt sĩ, bởi vì là họ mất quá lớn trong các cuộc chiến tranh. Cho nên bây giờ có sự động viên như thế là phải nói là rất là yên tâm và luôn luôn là tin tưởng ở cái chế độ và cái truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, mô hình thắp sáng nghĩa trang tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng việc lắp đặt các trụ bóng đèn năng lượng mặt trời tại các nghĩa trang, nghĩa trũng, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố cũng đã được các cấp bộ đoàn tại địa phương triển khai đầy trách nhiệm. Tất cả đều được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức cơ sở đoàn, các đoàn viên thanh niên với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Thông qua cái hoạt động này, thì Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố cũng mong muốn giúp cho đoàn viên thanh niên chúng ta nhận thức sâu sắc được cái ý nghĩa tầm quan trọng của việc biết ơn những anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến sức hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhằm gia tăng sức hút của công tác giáo dục truyền thống trong thế hệ trẻ, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã linh động triển khai nhiều mô hình phù hợp với thị hiếu, sở thích của thanh niên. Một trong những mô hình tiêu biểu có thể nhắc đến là các sân chơi nghệ thuật cuối tuần hay liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng diễn ra tại khu vực Cầu Rồng. Thông qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Khi được tham gia chương trình này, em thấy rất là tự hào. Qua những tiết mục, em cảm thấy những anh hùng ngày xưa thật là vĩ đại. Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước cho thanh niên vẫn sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn tại địa phương thời gian đến. Thông qua đó nhằm củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị của thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng và trách nhiệm.